khóc vì nhớ con, và lại có một cái nỗi ân hận mà người chồng đã đối xử với mình. Nó không cho mình đụng nữa, nó nói khỏi đụng tao đâu, tao có vợ bé. Từ lúc mà có vợ bé là cũng không cho đụng tới luôn. Chắc có lẽ thì hết duyên rồi, cũng như chị và ảnh cũng như đã hết duyên rồi, thì thôi mình hãy giải thoát cho nhau, chứ mình cũng như còn cái ràng buộc cũng rất là khổ. Người đó nó lấy điện thoại, nó nói nè vợ tao nè, mày thấy vợ tao không, vợ tao đẹp, mày nữa, mày xúc vóc hả? Nó này nói vậy đó, mày không cho tiền tao đâu, mày sơ đo với nhau đừng xong bình an làm ăn làm này kia. Dạ. Rồi tới mình cũng đi đâu cũng lấy vợ cũng đi theo. Dạ. Rồi vợ không nghe lời mình cứ đâm chọt mình không à, cho bà chủ đuổi mình ra không à. Dạ. Mà mình làm mướn không có được gì hết, làm được 2-3 tháng bị chủ đuổi hoài à. Dạ. Rồi mới anh tức quá rồi hỏi mẹ ơi chắc con ở không bao lâu không lâu đâu. Dạ. Chắc vợ bà con bệnh hoạn vậy chắc vợ không có lo đâu, chắc con một mình con chắc con chết quá. Dạ. Mới anh đi làm ăn riết rồi sau này mới gặp vợ sau thôi, vợ sau lo lắng cho anh mới anh mới hợp nhau thôi. Dạ. Mới ở được thay ghế lại á, bây giờ nó có vợ sao, có vợ sao lại cứ lại nói tôi hỏi đầu đuôi cái sao, nó giòn ngó thấy nó hỏi một tiếng nó con tóm mày lại lấy làm gì, nó không có hỏi luôn, chết mặt tao bay nó lại chết mặt, nó có hỏi đúng rồi tao nó con mẹ nó đâu nữa, tao con cháu. Thôi bây giờ để cô nói cô bức xúc cái lúc và lúc đám cưới như thế nào, cô nói đi. Cô đã bức xúc cái nào tại đây. Kính thưa quý khán giả, thì ngày hôm nay Trung lại đến trực tiếp nhà chồng của chị Phà Ly ha. Thì hôm nay cũng để giải quyết cho gia đình á, cũng như thì anh thì cũng đã có gia đình mới rồi, cho nên hiện tại còn dính ở chỗ là giấy kết hôn ha. Thì hôm nay cũng đến để mình thỏa thuận để cho làm đơn ly dị để anh như cũng như là có một cái cuộc sống mới của anh. Thì chỗ chị Phà Ly á, thì để chị cũng như có Mạnh Thường Quân cũng mong muốn xây sửa nhà cửa cho chị đó, thì mình sẽ làm một cái giấy ly dị đây để chị có một cái cuộc sống cũng như là không còn ràng buộc nữa, tại vì còn ở dính giấy kết hôn này kia đó, thì bên Mạnh Thường Quân cũng chưa có dám xây dựng nhà cửa, tại vì hiện tại anh nó cũng đã có gia đình mới, cho nên sợ sau này á có ảnh hưởng đến cũng như anh có thể tiến lại này kia đó cũng sợ về cái đó thôi ha. Em cũng muốn hỏi anh thêm là cũng như về cũng như là chị Phà Ly đó, thì cái cuộc sống mà từ lúc mà chị sống ở đây á là cũng như có sai trái hay này kia gì không, mà mình cũng như là mình hết duyên hay là như thế nào mình mới bỏ chị á? Hồi lúc trước á thì lúc trước anh chị lúc trước thì cha mẹ giới thiệu thôi, cha mẹ giới thiệu con của mẹ rồi tưởng vợ chồng cưới nhau, tưởng xong bình an làm ăn làm này kia. Dạ. Rồi tới mình cũng đi đâu cũng lấy vợ cũng đi theo. Dạ. Rồi vợ không nghe lời mình cứ đâm chọt mình không à, cho bà chủ đuổi mình ra không à. Dạ. Mà mình làm mướn không có được gì hết, làm được 2-3 tháng bị chủ đuổi hoài à. Dạ. Rồi mới anh tức quá rồi hỏi mẹ ơi chắc con ở không bao lâu không lâu đâu. Dạ. Chắc vợ bà con bệnh hoạn vậy chắc vợ không có lo đâu, chắc con một mình con chắc con chết quá. Dạ. Mới anh đi làm ăn riết rồi sau này mới gặp vợ sau thôi, vợ sau lo lắng cho anh mới anh mới hợp nhau thôi. Dạ. Mới ở được năm mấy à. Dạ. Với lại em muốn hỏi anh thêm, thì từ lúc mình gặp vợ mình á là sao mình không có làm đơn ly dị cho rồi, để mình có cũng như là để không bị ràng buộc nhau á anh? Lúc trước anh cũng tính vậy mà anh lo đi làm không à, không có ở nhà. Yeah. Không thể ở nhà, bây giờ anh lại ở tới giờ ở nhà được chưa được nửa tháng nữa. Yeah. Tính kêu sắp mẹ sắp xếp cho anh ly dị cho vợ luôn. Yeah. Đó. Nói chung thì bây giờ là em đến đây thì cũng muốn nói chuyện rõ cho gia đình á, thì để nữa thì mình sắp xếp thời gian mình cũng như bây giờ anh quyết định bây giờ, tại vì bây giờ còn vương vấn nữa, để muốn hỏi rõ anh thêm một lần nữa là anh quyết định là ly dị với vợ chị Phà Ly không, hay là còn muốn bước nữa hay là như thế không, nào anh không bước nữa, anh là ra đi rồi là rồi.
Dạ. Bị anh cuộc sống anh là khúc đó à. Anh mà ở nữa anh càng cực thêm nữa. Dạ. Đó. Rồi nói chung bây giờ là cái quyết định của anh là anh sẽ chung sống với người vợ của anh. Với mẹ anh thôi. Dạ. Đó, gia đình anh tự lo, tự lập. Dạ, nói chung là anh cũng như đã quyết định là sẽ làm đơn ly dị với chị Pali. Rồi, đúng rồi. Dạ, với lại thì về vấn đề con cái á, thì hiện tại chị Pali gặp với anh á, là có hai bé đúng không? Ừ. Nhưng mà bây giờ theo anh á, thì sau này là mình muốn giữ một bé để nuôi hay là như thế nào anh? Không, anh bắt một bé của anh. Dạ. Rồi bé kia cũng vậy, rồi anh không có ép cho con qua lại đâu. Dạ. Con nào qua không được hết trơn. Dạ. Đó. Cho biết nuôi biết mãi hết. Dạ. Không có từng vậy tôi. Đây cô chú anh chị. Không có bỏ nhau. Dạ. Cháu tôi đi ở bệnh một tháng, hai tháng, một năm gì cũng được. Thằng kia cũng qua tôi. Dạ. Tôi cũng giữ cháu nội tôi, tôi không có bỏ. Cháu nội tôi đã tôi đi cưới dâu tôi. Dạ. Là tôi biết dâu tôi cưới gả thôi. Bây giờ duyên nợ của nó tôi không có. Mà cho con tôi vậy đâu, tôi đâu có biết đâu. Dạ. Bây giờ nó đem vợ lại vậy, đang lẽ tôi đuổi ra, tôi đâu có đuổi. Bờ con dâu tôi kia lại tôi cũng mừng, tôi cũng thương nó. Tôi dạ. không có ác ôn đâu. Dạ. Tôi thiệt tình lắm. Mà cháu tôi đi, bây giờ đi bệnh, tôi cũng cho đi, không cấp. Dạ. Thằng kia cũng vậy. Có bà nội thì lớn nhất bà nội rồi. Đáng ông lẽ mà có bỏ giàu, cháu tôi cũng bỏ đâu. Giàu có gì đâu, đi làm bây giờ còn tôi chưa trả nợ chưa xong, đó, có tôi làm, ấy cho cháu tôi rồi, cháu nội á. Dạ. Ở bệnh ở bên đấy nè. Dạ. Tôi ngày qua tôi đi chùa, tôi nhắn người ta kêu bà xui. Dạ. Lại lấy lệnh bảo hiểm. Dạ. Cho cháu nó làm rồi, nó lạc đưa luôn. Còn nói là cho vợ bé nuôi nhỏ này không bao giờ. Dạ. Tôi không cho nuôi đâu. Cho ở đây là cô là tự cô nuôi bé luôn. Nuôi bé luôn. Dạ. Ở dưới bà nội. Nhận khi tôi quyết định là chưa cho thằng này hưởng đó nè. Tôi chưa cho cháu tôi đứng tên. Dạ. Nhà này nè. Nhận khi người ta đi theo vợ, ta đi làm ăn bên vợ biết được đâu bây giờ. Chưa biết nữa. Tôi không cho đâu. Dạ, nói chung thì... Tôi không cho đâu. Tôi để nhỏ này đứng tên luôn nè, đừng có nói. Dạ. Dạ, nói chung thì cũng như là bà nội của bé là nhận nuôi bé ha. Nhận nuôi bé. Dạ, thì... Cỡ nào cỡ, cha nó cho thì cho, không cho thì thôi. Tôi cũng chấp nhận tôi nuôi. Dạ. Đó, hay cháu nội tôi hai đứa tôi không có bỏ ai hết trơn. Tới lui hoài. Dạ. Tôi cầu là xui gia tôi được con, tôi giúp đỡ cho con dâu tôi qua nhà. Tôi mừng dữ lắm, thiệt tình luôn. Dạ. Thiệt á, trời bây giờ mình làm ngay thẳng đi cháu ơi. Dạ. Tôi mấy ngày nghe con tôi cho nhà tôi lên à mạng coi hoài không biết. Dạ. Không thấy. Dạ. Tôi tin đi hỏi luôn á, tôi thương lắm. Cầu dạ. cho con tôi có đây tôi tới lui với nó cũng được nè. Dạ. Với lại bỏ đâu. Em muốn hỏi anh thêm thấy thì cũng như là bé thì cũng như là có thường xuyên cho bé qua lại với bên mẹ của bé gì không? Có chứ. Anh đâu có cấm đâu. Dạ. Anh đi làm hỏi bà ngoại, bà nội, anh đâu có cấm đâu. Dạ. Rồi không biết cái khoảng thời gian là mình chị Phà Ly về ở bên kia là khoảng mấy năm rồi hả anh? Chắc cũng gần 3 năm gì. Dạ. Thì... mình tàu 3 năm đấy. Thấy tụm tao đấy mà chưa bị khli lên để nó tay. Cứ bay khai. Để nó tay tụm lậu. Bay khai sao sao tao là từ 3 tháng 3 năm rồi. Con dâu á thì ở với tôi, thằng này đi làm. Con dâu thì đi làm rồi, tôi á thằng Út á thì nó quậy quạng tôi hoài mới con dâu tôi đi thôi. Và có thằng chồng nó ở nhà không bao giờ nó đi bỏ tôi đâu. Tôi nói bên dâu tôi á cực khổ mẹ cỡ nào nó không có đi đâu. Hỏi nó sự thật thôi. Nó thương tôi dữ lắm. Dạ. Kẹt thằng Út á, nó ở nhà nó quậy quạng tôi, đuổi tôi, đuổi nó, đuổi tôi, đuổi nó, hai mẹ con bước đi bỏ nhà. Dạ. Tôi nói sự thật, tôi thiệt tình lắm, tôi thương dạ. dâu tôi. Không phải mà không thương. Dạ. Bờ thằng Út á, thằng coi thằng này ở nhà thì con tôi không thôi nhau được đâu. Không bao giờ đâu. Dạ. Nhỏ kia nó không mấy gì biết mà nó thương mẹ. Đi hỏi nó coi chừng nào mà nó ghét mẹ tôi chịu tội cho không đâu. Yeah. Có cái gì đi xin lại cho mẹ ăn, đi làm cái gì bất cứ cho mẹ ăn. Yeah. Tôi 60 mấy tuổi rồi, tôi không có nói bậy đâu. Yeah. Tôi thiệt tình lắm, mà cha con tôi không có bỏ đâu. Yeah. Tôi nói á. Rồi lúc đó anh cũng như là anh đi làm đó là từ lúc đó là anh đi làm suốt ha gì? Đi làm suốt mà không ở nhà đâu, bị lấy tiền trả nợ người ta mà còn thiêu dịch liệu người ta. Dạ, thiêu người ta không... là tự cắt nhà cho mẹ mà lúc trước nhà sập nhà nước đâu có cho gì đâu, đi vay tiền nhà nước 2 mấy triệu mà thành 3 mấy triệu chưa trả nợ chưa xong nữa. Dạ. Không lại mỗi tháng một mình anh có đất đai gì đâu. Dạ.
Thôi thì nói chung hôm nay dạ, hôm nay thì mẹ của chị Phà Ly cùng với em đến đây thì cũng muốn làm cái về giấy tờ cho nó rõ ràng thôi, tại sợ sau này mình tranh chấp này kia nó khó khăn thôi. Còn sau này thì cũng như là khi em cùng với gia đình để làm đó cũng nhờ anh đến để mình ký kết giấy tờ ha, để mà anh thì cũng cuộc sống mới ha, để mình không còn ràng buộc nhau. Tại vì theo quy định của pháp luật là nếu mình đang có cái giấy kết hôn với một người nào đó mà mình bước thêm một người khác thì cái đó là vi phạm pháp luật á. Cho nên ở đây thì mình cũng là mình giải quyết thân tình giữa hai bên thôi, chứ không muốn làm khó dễ gì ai hết ha. Ở đây thì em đến ngày hôm nay cũng gọi là giải quyết cái vấn đề để cho nó ổn thỏa cái sự việc này thôi ha. Bây giờ anh có muốn gì, muốn nói gì nữa không? Cũng như là bây giờ theo cái ý định của em như vậy. Nói chung anh cũng đồng ý. Anh bắt đầu cho cúc buổi cô nắng cá trên cái bát mấy bà hẹn cho bà con này mình lấy vậy bà hẹn lấy gì đã sạch cô nắng mình bên quả anh cũng ngó cô này mấy bà con này ngồi đúng chứ bác bà cao người ta ơi mình chắc ai ngày mau thấy em ngồi mơ ổn mơ dần thổi hẹn ra ba ngày nhé thầy giặt tôi hẹn cô nắng mình bên quả mình đúng tàu cá mà hẹn vậy thấy làm mình cảm làm mình cảm làm mình ôm cái dân nghĩ nó chọn ba mình phải lý dân thế đấy lỡ á cô nhâm sau đấy lượng ấy đó, của ấy con lượng ấy xin lỗi tết các bác ban mình sau tết nhập phải thân ban con cho của ta mau điên tê ta con nước thua tập thứ mì cơm ăn điện điên luôn mì cơm ăn điện nó lẽ điên ta tắt nó lại nghe bắn nó vào chỗ nhá mà nhưng ban lôi ca con nước ban lại nghe con sam tiếng gọi bông lôi bông ca tẹm thì quê cam mà của mẹ hún đầm cổ chi thua nơi cho cao dần tam con sam quê chậu kỳ chậu kỳ mình bên gõ kỳ vậy tới là tao sự thật là nhóm tẹp thanh lợn ơi cô nhóm mình nuôi tới giờ là cá thôi nó thẳng luôn anh tẹp có ngày xuống bao ngày mà một xuống tẹp hộp thay mình lợn thay à thay lên đi xe lô tê chẳng ta tụi mình xong tôi anh tẹp một ừ vậy ta mang ngon cho bác tụi con thôi tại mẹ cho mày tài lãn đi nó xuống mấy lợn mấy lợn tẹp hay thay lẹ hát chó mong thế đó mà luôn làm khá đó lẹ hay nhóm thế đó làm khá thằng không mấy là thiết các xuống á mấy mà củ thằng lâu mới là thiệt con thấy là thiệt á ở chùa mà đi qua mà không có chùa mà tại ta cái mang mặt khác là tao thấy nè thấy con này thằng lâu thằng lâu thằng cho ngọt nè chùa mà bà vậy mình nhập luôn nghe hả mẹ ta ta kì mà ní mình một đây xong đâu có được rồi mình nói bệnh nhân mình nói của ấy coi này hôm nay mình cần hỏi á kẻ tay hạng y đâu có thể tốt là tự nhiên cái gì đó thì đắng cái được rồi thôi 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 có vợ sao lại tôi lại nói tôi hỏi đầu đuôi cái làm sao nó dòm ngó thấy nó hỏi một tiếng nó con chó mày lại đây làm gì nó không có hỏi luôn chớp mặt tao quay nó lại chớp mặt nó có hỏi đúng rồi tao đâu còn con mẹ nó đâu nữa tao con cháu không có thôi bây giờ nữa. Để cô nói cô bức xúc cái vụ và lúc đám cưới như thế nào cô nói đi cô đã bức xúc cái bà đi hỏi xu giá đi hỏi nói con tôi không sao không mấy gì ấy đâu nó sanh được cái 7 tháng bà nói được thì ăn vậy đi được bị con bả thì hiền khâu sợ nó lanh lẹ quá sợ tội nghiệp con nó vậy nó gã rồi tôi nói ở bên kia đây biết sao mà lả bả đi làm bùa thầy gì đâu cho con đưa lại bên này thôi đừng có nói vậy đừng có nói vậy đừng có nói vậy lại bên này lại bên này luôn bà ai bà sai bà có thì có làm bùa gì á trời đánh nó chết trời hại nó tôi không bao giờ làm bậy vậy đâu thiệt tình đó à đi kia ông nợ thì tôi chết ông xui ra đây biết sao ông bị chứ xui gia quen nhau vậy đó rồi một người có con trai một người có con gái thôi mình xui đi mà ta làm thay mình xui đi nói chung là cũng là sự sắp đặt của ba mẹ sự sắp
đặt sao mẹ, rồi con đi bằng không à, không có ở nhà. Dạ, cho nên là thôi bây giờ hai bên tôi chưa xui ra chấp thuận đi. Dạ. Thì có con gái tao có con trai bây giờ làm xui. Thì tôi xui luôn, rồi tới tôi đi hỏi rồi á. Thầy con tôi nói này nói kia cho tôi không tranh chấp nó, sợ nó không mấy gì ấy đó, không tranh chấp đâu. Yeah. Mình sợ nó hiền đi, mình dễ nuôi nó, mình dễ nói chuyện. Yeah. Rồi tới nó có cơn rồi, nó chửi, nó mắng, nó nói nặng, nó nhẹ vậy tôi không có tranh chấp nó đâu. Yeah. Không tranh chấp đâu, vì nó vậy rồi. Bà không cho con mình thương sao mà ở tới hai đứa con. Đúng rồi. Rồi thằng này đi làm không à, đi làm gì làm đi, mẹ ở với mẹ, nó đi đâu thì đi, tùy nó, con đừng có theo nó. Yeah. Ở với mẹ, đi mót lúa, đi lượm ốc, làm kho bẹt vậy ăn, mẹ con. Lo chừng nào thằng này có tiền gửi lại thì có, không có thì thôi. Mẹ con có gì ăn nấy, như con dâu. Dạ. Việc tình đi. Rồi tới thằng Út á, nó quậy quạng tôi quá trời, tôi không có ở nhà. Một năm ở được, một tháng nửa tháng à. Quậy tôi, thì đuổi con dâu đi luôn rồi. Con ơi, con đi ở bên bển một ấy ngày nào đi, chừng nào thằng Út nó đi làm rồi, mẹ con mình gặp nhau ở nhà nữa. Dạ. Tôi mới được các nhà mới tôi qua ở thôi. Dạ. Tôi nói sự thật, con dâu tôi á, tôi nói nó ở với mẹ suốt đời. Tôi nuôi mà, hai mẹ con mà thương mà, không có bậy bạ đâu. Dạ, thôi bây giờ cũng như là ngày hôm nay thì cũng như là xui cũng đến đây á, cũng nói chuyện thì bây giờ con á, những người con cũng không ở được với nhau thì thôi mình làm một cái cho nó. Mình có lòng thương nhau đấy. Dạ, vì mình làm một cái mình giải quyết cho nó ổn thỏa đi chứ mình bây giờ mình dạ. Chứ mình cãi nhau nãy giờ cũng không có gì tốt đâu. Thôi bây giờ thì nãy giờ mình nãy thì nói chung á mới qua thì cô cũng hơi bức xúc cũng như gặp con này kia. Dạ, ai cũng vậy hết trơn. Tôi cũng vậy à. Thôi bây giờ thôi bây giờ mình đến đây nói chuyện vậy được rồi. Dạ thôi. Dạ thôi bây giờ con cũng được bao nhiêu đây thôi, con cũng xin phép về ha. Dạ dạ. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, nãy giờ thì Trung cùng với mẹ chị Phà Ly cũng có qua bên nhà bên chồng của chị Phà Ly đó, cũng qua nói chuyện thì Trung bên Trung cũng được Mạnh Thường Quân cũng như mong muốn giúp đỡ để xây dựng nhà cho chị Phà Ly, nhưng mà chị hiện tại đó còn đang giấy kết hôn với người chồng, hiện tại người chồng cũng đang có người vợ mới ở nhà nữa. Nãy thì cũng như có đi qua bển, có trò chuyện bên chồng rồi thì bên chồng cũng có gọi là quyết định là ly dị với chị đó, tại vì Mạnh Thường Quân muốn giúp đỡ ngôi nhà nhưng mà còn dính vấn đề mà vợ chồng cho nên rất là khó. Thì hôm nay cũng Mạnh Thường Quân cũng muốn hỗ nhờ Trung đến để là giúp đỡ cho gia đình làm cho xong cái vấn đề này, với lại lấy bé về nuôi nữa thì Mạnh Thường Quân cũng như là mới giúp đỡ cho gia đình cũng như để không có sự tranh chấp sau này đó quý vị. Thì hôm nay Trung cũng đến đây để trò chuyện với chị Phà Ly coi như thế nào. Sớm giờ thì mẹ của chị Phà Ly cũng chia sẻ chị đi mót lúa, bây giờ vừa mới về thôi. Đây, chào chị Phà Ly. Dạ. Hôm nay đi mót lúa chắc mệt dữ hăng. Mệt chút rồi. Mệt chút thôi hăng. Dạ. Gắn cái mic để trò chuyện chút hăng chị. Rồi sáng giờ chị đi mót lúa tới đâu lận? Đi nhà em. Nhà người em à? Dạ. Rồi mót được bao nhiêu ký rồi? Không có. Ta lộn hết trơn rồi. Ai lộn? Ta, không biết người nào. Mình đi sao người ta? Mình không có lúa lấy lộn mà. Không hết luôn, lộn hết rồi. Người ta lộn hết luôn. Lộn hết không, rồi. Mình hết lúa lộn luôn. Hết rồi. Mà thấy đi mệt dữ ha. Mệt á. Rồi có ăn uống gì chưa? Ăn rồi, mới đi á. Ăn cơm đi. Đi hồi sáng. À. Sợ nắng á. Dạ. Đi ngồi ghe bơi đi với bà á. Đi với ké. Đi ké. Đi ké người ta hả? Dạ. À. Rồi người ta đi về luôn. Dạ. Rồi con trai có đi học chưa? Chưa. Sáng nay không có đi học hả? Chưa. Lấy em mượn cái ghế đi. Bữa nay thứ bảy mà nghỉ học mà đúng không? Dạ. Hả con? Bữa nay thứ bảy được nghỉ học mà phải không? Thì mà. À, chưa có vô học nữa hả? Dạ. Ồ. Hồi nãy chú có đi qua bên nhà ba của con á. Thấy ba cũng có nhà đó, con có đi thăm ba gì không? Muốn đi thăm ba không? Sao vậy? Hả? Không muốn đi hả? Sợ hay gì?
Hả? Dạ. Nhớ em có con không? Em chị. Chị hả? À chị của con. Chị hai. Nhớ không? Nhớ chị không? Hồi nãy cũng qua gặp chị của con nè. Hả? Dạ. Muốn gặp chị không? Muốn gặp hả? Hai chị em gặp nhau đi hỷ hữu ha. Dạ thì chị Philly ơi, hôm nãy em cũng có cùng với mẹ của chị có đi qua bển á. Thì không biết mẹ có kể cho chị nghe chưa? Kể rồi. À mẹ kể sao? Nói cho nói làm giấy gì đó. Dạ. Cho nó đi đâu đi đi. Tôi làm giấy hai mẹ con ở đi rồi. Rồi lấy con gái nữa là ba mẹ con ở chung với nhau quá. Em thấy làm ấy đó, lấy dây gì đó, ta khi lấy giấy ly dị. Dạ. Lấy em thấy đó, mắt của chị bị gì hả? Bị đau. Sao vậy? Nó bị mụn ở trong đó đó. Trời ơi, đang sưng quá trời luôn rồi quý vị ơi. Dạ. Bây giờ đau dữ không? Dữ. Có mua thuốc sức không? Mua. Uống rồi ba mấy lần rồi mà nó không hết. Từ từ mới hết, uống thuốc từ từ á. Trời ơi, này chắc có bị ông chích không? Không. Nó bị lên vậy à? Tự nó bị đau mắt thôi. À. Đau 2 ngày. Dạ. Thì nói chung mẹ cũng có kể cho nghe rồi ha. Dạ. Thì hồi nãy em có xuống đó thì cũng gặp chồng của chị. Dạ. Thì chồng của chị vẫn còn sống với người vợ mới ở đó đó, ở trong nhà. Đó giờ chị có biết là nói chung là chồng ở bên đó đó là có khi nào mà dẫn về trước mặt chị rồi nói vợ này kia gì không? Không có tôi nói. Lại không có thấy ra trong điện thoại nha. Nói chung từ lúc mà chị ở chợ còn ở bên đó đó có bao giờ thấy chồng dẫn người đó về không? Không. Nó lại về mình à. Rồi chị biết mặt người đó không? Trong điện thoại thì biết. Trong điện thoại biết mặt thôi, chưa. Còn ở ngoài cũng chưa gặp à? Chưa. Ví dụ như chưa gặp. À, nếu như hồi sáng nay mà chị đi chị gặp thì chị sẽ làm cái gì? Bánh nó không có gì đâu. Trời ơi. Tại nó cướp chồng mình quánh không có sao gì hết trơn á. Không xả, không chấp nhận đâu. Tôi vánh à, vánh liền. Vánh liền luôn hả? Con hai đứa nói con trai. Nó nói con trai. Vừa nhỏ đó thương luôn. Nói anh ơi ăn cơm chưa cho em đi với nhỏ đó đó. Tôi đâu có hay đâu. Tôi bắt điện thoại. Nó nói anh ơi cho em đi với. Trời ơi sao mày lấy chồng tao? Đi đâu? Đi làm đó, làm mướn đó. Dạ. Nó xin đi làm mướn. Nói cho em đi với. Rồi nói trời mày lấy chồng tao. Tao con hai đứa rồi mày lấy chồng tao. Trời nói con trai tôi lấy luôn. Nói vậy á. Mà cũng nói chung là chị nói gặp là chị đánh luôn hả? Đánh trời luôn ơi. Đập cho mày đã luôn. Trời ơi chắc chị đánh. Dạ. À nói chung thấy, chị cũng thấy cũng tức à. À thấy nhỏ đó không có thấy mặt mà trong điện thoại thấy. À thấy trong điện thoại à. Dạ. Nó ngủ hai gì nè, nó làm gì đó. Nó nói em nó ngủ gì đó. Nó nói em tao ngủ, tao không có thích mày nữa. Mày đi đâu mày đi, mày đi nhà mẹ mày ở đi. Tao có riêng rồi. Nó nói vậy, nó kêu mình ra. Khi nãy em cũng có nghe chồng chị chia sẻ nói là chị làm cái gì đó mà cho chủ đuổi chồng chị không cho làm là sao hết? Không, nó đi á. Con nhỏ xíu nó đi qua trời sáng sớm nó không chịu về. Rồi đi tối ngày nó không chịu vô nhà. Tôi tức, tôi điện kêu chủ lại đuổi nó về nhà. Biết không con sao á. Con nhỏ nó đi bỏ con. Con hai đứa nó đi bỏ hết trơn. Nó đi hoài đó. Cái giò nó ra đi hoài luôn. À. Chủ người ta nói mày đừng có đi. Mày đi làm gì? Mày đi nhậu hả? Đi nữa. Bữa nào cũng nó đi hết trơn. Nói chung là tại vì chồng đi rồi chị giận cho nên giận. Chị dạ. Mới điện cho chủ đuổi dạ. Chồng luôn hả? Ừ. Không cho làm luôn. Không cho. Không cho làm phải lấy tiền đâu mà nuôi không. Gia đình. Không, nó không có nuôi tôi đâu. Nó nuôi mẹ nó không à. Không, không có tiền gì hết trơn á. Bây giờ tôi được tiền, tôi đưa cho mẹ tôi. Nói, mẹ ơi, mày không chịu cắt tiền đâu, mày đưa cho mẹ mày hết. Mẹ của tao, có quyền của tao. Tao cho mày. Tao cho mày thật á. Rồi nó đi xin thuốc. Nó xin thuốc, nó đi uống rượu.
bữa nào cũng xây rượu hết trơn. Tôi cạo gió cho nó không, nó nói mày không cạo gió cho tao, bữa nào không cạo gió cho mấy cụ vậy, bữa nào cũng cạo hết trơn. Nó ói á, mình trụ cho nó nữa một thao vậy nè, nó không biết đâu. Rồi bây giờ chị Phà Ly nhớ con gái dữ lắm không? Nhớ. Nhớ nhiều không? Nhiều quá. Bây giờ là muốn đưa con gái về nuôi không? Muốn. Rồi bây giờ không không cho đâu, nó vợ có vợ bé rồi, không cho đâu. Con của chị mà sao sao không cho? Không cho nhỏ đó đâu, sợ nó quánh con tôi á. Lấy lợi ra mà ba mày ở rồi. Sợ người ta đập á, sợ người ta đánh con tôi. Là chị qua đây ở làm gì, ai đánh nữa? Không, lấy con tôi kìa. Con á, con nhỏ gái. Dạ, đừng cho nhỏ đó quánh con tôi, tội nghiệp. Sợ là người vợ mới của chồng đánh con gái của chị. Dạ. À. Rồi cho nó, anh em nó đi. À, anh em gặp nhau. Dạ. Rồi giờ nếu mà chị lấy bé về rồi làm gì nuôi hai bé nổi đây? Nuôi. Hả? Nổi. Làm gì để nuôi đây? Đi dậm. Hả? Đi dậm, nổi. Nó nuôi bự nổi. Rồi. Nuôi nổi không? Nổi. Chắc không? Chắc. Không cho nó đâu, sợ nó quánh con. Tội nghiệp nó. Dạ. Rồi bây giờ đó là quay lại là chị không còn quay lại nữa rồi đúng không? Không. Đứa con là nghỉ đi rồi. Cho nhưng nó hai đứa đi. Nhưng mà tại sao khi trước em nghe mẹ chị chia sẻ chị muốn quay lại ở bên đó là sao? Không, không nghỉ ở rồi. Bây giờ anh ta coi vợ bé rồi. Ở chi nữa. Cho anh ta quánh mình. Khổ nữa. Dạ. Thì sáng á, em có đi qua bển á, thì cũng có nói chuyện rồi. Sẽ làm đơn ly dị á. Cho nó làm đi. Là chị có chịu. Nói chung là chị đồng ý rồi phải không? Cũng có chịu không? Chịu ly dị không? Chịu. Hả? Chịu. Hai ba mẹ con ở. Bốn ba mẹ con ở thôi. Dạ. Cho nó đi ở chung với người vợ mới luôn. Không. Không cho. Đem là ly nuôi rồi. Thì đó ý là chị ở chung với ba mẹ con. Dạ. Ha, là chồng mà lấy vợ nào đó thì lấy đi ha. Dạ. Ly dị rồi là cho nó đi đâu đi lấy con về. Tội nghiệp nó, sợ nhỏ đó quánh con tôi á. Tội nghiệp thôi. Không cho thì tôi nhào lấy à. Không cho thì tôi lấy. Không cho nhào vô lấy luôn hả? Ừ. Cho nó nói có vợ bé rồi. Tôi bệnh hoài đó, nó không nhìn gì hết trơn á. Đi lâu không? Tôi gần chừng nào nó lại. Không qua lại. Rồi sau này chị đi qua bên tòa rồi người ta hỏi có muốn bỏ chồng rồi chị không muốn rồi sao? Không, bỏ rồi, thằng chấp này không có được đâu, cho nó đi theo nhỏ đó đi. Chấp nhận luôn hả? Chấp nhận luôn. À. Bây giờ thì lấy kết hôn rồi, con lấy, em lấy nhỏ đó lại, con của em lấy lại nuôi. Dạ. Ăn gì ăn được, gì ăn cái đó. Ăn muối cũng được. Dạ, có gì ăn đấy đó em. Dạ. Mà em không có thích thằng chồng đó nữa đâu, ghét đó. Không. Tại vì nó lấy nhỏ đó lại về nhà, dùng cắt nhà rồi nó không chịu. Nó đưa nhỏ đó lại. Rồi, vậy nữa mẹ vẫn đi làm cái giấy ly dị đó hen. Dạ. Rồi nữa đi phải đồng ý ký thì người ta mới làm cho. Rồi chịu. Mình sinh con về. Dạ. Chịu bà phải không? Rồi nữa gặp sợ, mặt. Sợ tội nghiệp nhỏ. Nhưng mà nữa gặp mặt chồng rồi đổi ý hay sao? Không. Có khi nào đổi ý không? Không. Tới đó gặp mặt chồng rồi... Không, chồng... ghét luôn. Không. Ừ. Ghét ổng luôn. Không chịu đâu. Hai mẹ con, ba mẹ con ở. Dạ, kính thưa quý vị khán giả thì hôm nay đó thì Trung cũng đã qua bển rồi. À, cũng đã qua bên đây cũng nói chuyện rõ với chị Phà Ly rồi. Thì quý vị khán giả cũng như thấy cái câu chuyện như thế nào, cũng như có thể để lại bình luận, hoặc có thể góp ý đến Chung, hoặc có thể để lại bình luận để có thể giúp đỡ cho chị Phà Ly ha. Thì ở đây một hoàn cảnh của chị rất là tội nghiệp. Thứ nhất là một người chồng là đang lấy một người vợ mới ở chung nhà, mà lại thêm bắt người con gái nữa. Đó, rồi theo đúng pháp luật á, thì hiện tại đang còn trong giấy hôn nhân á, nhưng mà
à, bên chồng vẫn có thể vẫn gọi là lấy vợ bé về luôn á quý cô chú anh chị. Đó thì quý vị thấy được cái câu chuyện như thế nào, có thể để lại bình luận cho Trung ha, có thể giúp đỡ. Đó thì sắp tới đây thì Trung cũng cho mẹ của chị Phà Ly đến cơ quan cũng như là ủy ban đó để làm giấy ly dị, và sau đó cũng như để lên tòa xét xử cũng như là đưa bé về. Vậy là nói chung là chấp nhận hết rồi hăng, quyết định rồi hăng, quyết định cho nó đi đi. Dạ. Nghĩ thương rồi, mỗi khi nghĩ đến chồng mình mà có người vợ đó chị khóc mỗi ngày luôn hả? Chị khóc này không phải là vì khóc vì nhớ chồng hay là gì, mà khóc là vì nhớ con. Khóc vì nhớ con và lại có một cái nỗi ân hận. Ân hận mà người chồng đã đối xử với mình. Nó không cho mình đụng nữa. Nó nói khỏi đụng tao đâu, tao có vợ bé. Từ lúc mà có vợ bé là cũng không cho đụng tới luôn. Chắc có lẽ thì hết duyên rồi, cũng như... chị và ảnh cũng như đã hết duyên rồi thì thôi mình hãy giải thoát cho nhau, chứ mình cũng như còn cái ràng buộc cũng rất là khổ. Người đó nó lấy điện thoại nó nói nè vợ tao nè, mày thấy vợ tao không, vợ tao đẹp mày nữa, mày xúc bóc hả? Nói nói vậy đó, mày không cho tiền tao đâu, mày sơ đo với tao, mày đòi tiền tao mày còn quánh tao. Nó nói tao quánh cho mày chết luôn, tao còn xăng tao đã út mày, khỏi đốt tao đốt mẹ mày đi. Nó nói gì á? Yeah. Đốt tui lần nè, cháy hết luôn. Bà kia hai vợ chồng thấy, nói trời ơi mày đốt vợ gì á, tụi chết đừng có đốt, đang cháy á cây cây đó đó, cây nhà. Yeah. Nó đốt cháy quá trời luôn. Bây giờ là nói chung á chị, cái lòng hận của chị nó quá đỉnh, lên đỉnh rồi, cho nên lúc nào chị cũng nghĩ lấy chồng ơi, lấy chồng lại người ta đi bỏ nữa, hai ba mẹ con ở thôi. Rồi cũng đã bao lâu rồi chị không gặp người con gái của chị? Có đi 2-3 lần rồi. Không, cũng như là bao lâu rồi á chị không gặp được người con gái á? Không, khoảng 1 năm chưa? Chưa, gần năm, nửa năm mà. Rồi lúc đó là đem vé về đây là gia đình bên chồng không cho hay là như thế nào? Cho, mà ổng cho lại chơi. À, là chơi được mấy ngày? 3 bữa à. 3 bữa thôi là đem về lại. Dạ. Bây giờ không cho đi nữa, sợ người ta quánh con tôi đó. Dạ. Tôi nghiệp. Dạ. Nghĩ lấy chồng ơi, lấy chồng làm gì nữa? Nghĩ rồi. Dạ. Tôi bữa nay nó không coi gì hết trơn, nó đi coi nhỏ đó đó. Dạ. Nó đi coi nhỏ bé, nó nói trời sao mày cho tao ngủ ở sao, tao cho vợ bé tao ngủ ở đi, mày đi ngủ sao đi. Tôi khóc luôn, thằng này cũng khóc. Rồi bây giờ cái tôi hơi bệnh bệnh á. Dạ. Thôi chị cũng như hôm nay em đến đây cũng nói cho chị biết vậy đó. Thì nữa cùng với mẹ đi lên xã làm cái đơn ăn. Rồi coi kỳ chung cũng đang được quý cô chú Mạnh Thường Vương cũng đang mong muốn giúp đỡ ngôi nhà cho chị. Nhưng mà vì bây giờ còn vấn vương cái vấn đề mà giấy tờ đó, cho nên sợ sau này có cái sự tranh chấp với lời này kia đó, cho nên Mạnh Thường Vương cũng như là muốn cho chị cũng như có đơn ly dị này kia này rõ ràng đi, thì Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ. Tôi không có nói dọc đâu, thiệt tình, thấy không? Nó lấy vợ bé là mấy lộn nã mới, nó không chịu thăm gì con gì hết trơn, nó đi thăm nhỏ đó nè, trái cây nè mọc bự vậy nè, nó đem đi cho nhỏ đó ăn. Dạ thôi vậy thôi, em cũng đến đây bao nhiêu ha, cũng xin cảm ơn chị. Thôi thì bây giờ Trung cũng xin cảm ơn đến quý cô chú anh chị rất nhiều ha, đã theo dõi video này của Bằng Trung TV. Quý cô chú anh chị cũng như có những cái góp ý cũng như có cái ý kiến gì có thể để lại bình luận. Thì theo cái câu chuyện này thì mình thấy bên chồng là rất là sai luôn. Nhưng mà thì ở đây thì chị Philly là tại vì còn rất là thương chồng, cho nên với lại ở đây gia đình cũng không có am hiểu nhiều về luật pháp.
rồi mẹ của chị cũng không có am hiểu gì về pháp luật này đó, cho nên cũng không có biết gọi là tranh chấp hay này nọ, cho nên rất là tội cho gia đình. Thì hôm nay Trung cũng làm video clip này cũng mong muốn cũng nhận được sự góp ý của quý khán giả xem cũng như có cái hướng nào đó tốt nhất để giúp đỡ cho gia đình chị ha. Thôi bây giờ em cũng xin phép về nha chị Liên ăn. Thôi chị đừng có khóc nữa. Cứ khóc cũng không có dạy biết gì đâu ha. Mình hãy cứ mạnh mẽ lên nha chị. Không, thương con gái à. Dạ. Lấy con gái về nhà. Dạ. Sợ vợ bé nó quánh con. Dạ, em biết mà. Em biết cái tình thương của người mẹ đối với người con rất là lớn. Thương gì? Con gì mà không thương? Dạ. Con mình sanh mà. Dạ. Nó đâu có sanh đâu. Dạ. Thôi vậy hãy cố gắng mạnh mẽ lên nha, rồi lo cho bé đi, thì từ từ sẽ đưa bé về đây thôi. Dạ. Thôi bây giờ Trung cũng xin tạm thời khép video tại đây nhé. Cũng xin cảm ơn đến quý cô chú rất là nhiều đã theo dõi video này của Hoàng Trung TV. Thì cũng xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.